Hello Nhân, xin chào cả nhà mình nha. Hiện tại là Nhân sẽ thuyết trình một chút xíu về cái bản vẽ của cái căn biệt thự của mình để cho cả nhà mình cùng được nắm rõ hơn nha. Thì đầu tiên là cả nhà mình thấy như là cái mặt bằng ha. Đầu tiên là cái mặt bằng trước đi. Thì đây mình thấy là cái này là hai căn nha cả nhà. Thì mình một căn là nó sẽ như thế này. Và từ cái mép bên đây qua tới cái mép đây ha, là đúng 6 mét. Cái chiều dài của nó tổng là 15 mét. Thì khi mình nhìn rõ qua đây á, cả nhà mình nhìn theo con trỏ của Nhân nha. Như cái phần sân của mình là mình chừa là 3 mét rưỡi nè, phần chân đằng trước. Còn phía sau mình sẽ chừa là 2 mét. Tức là tổng cộng là mình chừa sân trước, sân sau nó là 5 mét rưỡi. Thì còn lại là 9 mét rưỡi. Ngang 6, dài 9 mét rưỡi. Thì cái phần sân trước này là mình để xe hơi là thoải mái nha cả nhà. Thì mình còn cái cánh cửa, như cánh cửa chính của mình á, như mình thấy ở đây là tổng nó sẽ là 1m8. Và cửa mình là cửa hai cánh. Thì khi mình mới bước vào là mình thấy cái cầu thang nè. Ở đây là cầu thang. Và ở phía cầu thang này nó sẽ có một cái nhà vệ sinh ở đây. Và tiếp tục vào trong đây là sẽ là một cái gian bếp. Đây là bàn ăn nha cả nhà. Và ở đây cái phía con trỏ Nhân đang chỉ là phòng khách. Thì tức là ở dưới tầng trệt của mình sẽ là phòng khách, toilet với lại cái bếp và sân trước sân sau. Thì bây giờ cái nhà mình lên cái tầng 1. Mặt bằng lầu 1. Thì bên đây là cái phần cầu thang nè. Khi cả nhà mình lên bước lên cầu thang á thì ở trên lầu một nó sẽ là hai phòng ngủ. Thì cái diện tích của phòng ngủ của mình là ngang 4 mét, dài 12. Thì tức là mỗi một phòng ngủ của mình sẽ là 12 mét vuông. Và tổng cộng là hai phòng ngủ. Và hai phòng ngủ này nó đều có toilet riêng hết. Như đây là phòng ngủ sau như thế nha. Thì có toilet. Ở phòng ngủ trước thì nó cũng có toilet luôn. Và phía trước mình thì nó có thêm một cái ban công. Ở đây là cái cửa mình mở ra ban công ha. Rồi tiếp tục thì mời cả nhà mình lên trên lầu 2. Như lầu 2 thì cả nhà mình khi bước lên cầu thang thì nếu như mà cái phần thiết kế cả nhà mình mua nhà hoàn thiện của công ty luôn á thì nó sẽ có thêm một cái phòng ngủ nữa, phòng ngủ trước. Nhưng mà cái phòng ngủ trên lầu 2 này thì không có toilet nha cả nhà. Nhưng mình nhìn thấy á, nó chỉ có một cái cánh cửa để bước vào ban công thôi. Và phía sau thì nó có một cái phòng để sinh hoạt chung. Thì cái phòng sinh hoạt chung này sẽ tùy theo theo mình. Ví dụ như là cả nhà mình có những cái thành viên đông á thì mình có thể là làm một cái thêm một cái phòng sinh hoạt chung ở trên đây nữa. Còn nếu như không á thì mình quá nhiều người đi thì mình có thể thiết kế ra thêm một phòng ngủ nữa. Thì tổng cộng cái căn biệt thự của mình sẽ là 4 phòng ngủ. Tức là nếu như mình thiết kế thì một phòng ngủ là 4 phòng ngủ nha cả nhà. Còn nếu không thì mình vẫn để cái phòng sinh hoạt chung bình thường. Thì trong cái phòng sinh hoạt chung này nó sẽ có một cái toilet. Toilet ở đây. Như cả nhà mình thấy ha. Đây là cái phần toilet. Và bây giờ thì Nhân sẽ dẫn cả nhà mình đi lên trên nữa thì cuối cùng sẽ là cái mái nhà. Đây mặt bằng mái nhà ha. Như ở đây là mình thấy là cái mái nhà này là nó có hai cái căn này. Hai căn nha, của mình là chỉ một bên đây thôi. Thì bên đây là cái phần mái che của mình sẽ là lợp lợp ngói. Và như đây là nó có phần bên hông thì cái phần này nè là công ty sẽ lắp đặt cái máy điện năng lượng mặt trời. Ở đây là điện năng lượng mặt trời, còn ở đây là cái bình chứa nước của mình ha. Đó thì Nhân giới thiệu sơ cho cả nhà mình để nhìn biết được một cái căn nhà mẫu của mình rồi sau này nó hoàn thiện nó như thế nào. Thì ở đây là Nhân nói về cho những cái khách hàng nào mà mình mua cái nhà hoàn thiện nha cả nhà. Còn nếu như là mình mua nhà thô á thì tùy theo mình thôi. Mình muốn thiết kế như thế nào thì tùy ý mình chứ không phải là bắt buộc là phải theo mẫu. Nhưng mà có một cái là khi mình mua nhà thô hoặc là nhà hoàn thiện thì tất cả những cái phần trước của bên bên cái căn biệt thự của mình á
thì phía công ty sẽ hoàn thiện hết 100% cho mình luôn. Cho nên là tức là trong tất cả trong đây là nó đều theo một cái mẫu duy nhất. Nó thứ nhất là nó giống về cái mẫu, thứ hai là những cái màu này kia là nó giống nhau hết nha cả nhà. Đó cho nên là tùy thiết kế của mình ở phía trong. Thì một là nếu như hoàn thiện thì như nãy giờ Nhân thuyết trình, còn nếu như mà mình mua nhà thô thì tùy theo ý mình nha. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau. Thì nếu như có thắc mắc gì đó hoặc là đi muốn tham quan dự án thì cứ gọi cho Nhân số điện thoại trên màn hình ha. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại video sau ạ.